Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thế nào là những dòng code có chất lượng. Code có chất lượng là code cần có tối thiểu các tiêu chí như sau. Thứ nhất, clear, rõ ràng, đọc thì phải hiểu được ngay. Thứ hai, maintainable, tức là code không phức tạp, người khác có thể hiểu và sửa đổi được khi có yêu cầu. Thứ ba, documented, có giải thích rõ ràng, tự bản thân code thể hiện ý nghĩa thì tốt, tuy nhiên tốt nhất là luôn có comment để chú thích mục đích của đoạn code đó là gì. Thứ tư, refactor, có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến hệ thống, theo đó code cần tuân thủ theo convention thì mới dễ dàng refactor được. Well tested là code đã có kiểm thử tốt bản thân để đảm bảo việc vận hành theo đúng mục đích. Extensible là code có thể mở rộng, tích hợp với các phần mới. Efficiency là code vừa đủ, không thừa và cũng không thiếu. Để đạt được những tiêu chí này, rất cơ bản, các lập trình viên cần phải thực hiện hai công việc như sau. Hiểu và tuân thủ chuẩn mực coding hay còn gọi là coding convention, coding standard. Lập trình viên cần tìm hiểu kỹ các chuẩn mực này trước khi code và tuân thủ quá trình coding để đạt được chất lượng tốt nhất. Việc thứ hai là tự kiểm tra sản phẩm của mình theo các hệ thống quan điểm đã được định nghĩa sẵn, người ta gọi là code review checklist.